Nãy vì đi hái chuối ngàn chào bạn chị. Chị đi cùng. Bây giờ thì cháu sẽ bỏ vỏ ở đây. Ở đây này. Cái vỏ này mình bỏ không lấy đâu. Cắt miếng vừa ăn. Chuyện này con sống được đâu vậy ạ? Phải nấu cơ. Ăn sắp hết rồi. Rồi, xong rồi, để xem ốc như này nhé. Ăn xuống là cháu. Dạ. Đi rồi. Ê, mình sẽ mong mình nào. Mình xô rồi, xô rồi, xô rồi. Nó mở nắp hay ra rồi này. Để em tí nữa cho mấy con này, để chị đào. Đấy, nó bung nắp ra này. Thôi, vớt ra nhé. Rồi đi xuống gặt rau đây. Đi xuống để rẻ ốc. Xuống đây. Đi rẻ ốc. Xong gặt rau luôn. Cắt cái này đi.
Từ tí lại lấy cái này. Đây, xuống đây này, lấy ốc. Ờ, đi. Nóng. Ôi, to dữ, trời ơi.